Đi xe vướng phải dây diều bị đứt, người đàn ông suýt thì nguy hiểm tính mạng. Hoạt động thả diều cũng không còn quá xa lạ với mọi người trong chúng ta. Và giờ nó lại trở lại mạnh mẽ hơn vào những ngày hè. Theo đó, mới đây, một sự cố vô cùng nguy hiểm đối với người đàn ông đi đường đã khiến cho dân tình cảm thấy bức xúc. Cụ thể, một người đàn ông đang đi làm về trên chiếc xe máy của mình thì bất ngờ đâu vướng vào sợi dây cước thả diều của các bạn nhỏ đang trong khu vực chơi, đường xá xe cộ qua lại. Nguy hiểm hơn là dây diều vướng vào xe và còn bị quấn quanh cổ của người điều khiển. Vì tốc độ xe đi nhanh nên chỉ một lúc thì bị siết chặt cổ lại. Khá may mắn là ông chú đã dừng xe lại kịp thời trước để bảo vệ tính mạng. Người dân ở đó cũng đã phải hoảng hốt khi nhìn thấy trên cổ của người đàn ông có một vết lằn của dây diều cắt qua. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho người xem vô cùng hoang mang và bức xúc. Bên cạnh đó, ai cũng nêu lên ý kiến của mình. Nên cấm luôn hoạt động thả diều trong thành phố vì nó nguy hiểm đến tính mạng của người đi đường. Đề nghị cơ quan chức năng phạt nặng những trường hợp thả diều gần đường như này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.